mọi người mua ạc thì lên sếp ạc còn tìm ăn cơm nhá lên với phần mô tả rồi xin cảm ơn mọi người bán ạc bảy trăm luôn vâng xin cảm ơn anh em nhá dương ơi theo mày xét phản thương mày xét đúng máu thì xét nào thắng Tất nhiên là sẽ phản sát thương rồi anh nói kỳ vậy Mẹ sợ lờ quá, sẽ phút máu thắng đi sẽ phản thương làm gì có tuổi, nó thật anh luôn đi vào solo luôn này Sao chơi kèo này, chơi kèo mới vui chứ chơi không nói mẹ gì Anh thích chơi kèo gì cũng được 5 xị Ok Ok, đợi tí nó xem rồi Nó xem rồi bỏ tao còn đủ 5 xị không cái đã okay. Đấy À đây 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 Đủ 5 xị, đủ 5 xị đây Đây được. Sao Sao về tiền về, 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 về đâu? Em cũng có lau xịn nha à, Rồi, sẽ rút máu đúng không? Tao sẽ rút máu, mày em, phải, sẽ phản là thương Ok, em sẽ phản có thương ngay Rồi, đem đây, đem đây, đây. đây. À. Rồi nha mọi người, thì mình Minh Dương sẽ solo cái kèo mà siêu kinh điển cái Kèo bất phân thắng bại Mà gọi là anh em chờ đợi bấy lâu Đó là kèo sẽ phản là thương với sẽ rút máu mình sẽ sẽ rút máu anh sẽ rút máu nhá ok em sẽ phản sát thương rồi ok trận đấu chuẩn bị diễn ra anh em ơi một, một 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 củ này sẽ thuộc về ai đây mọi người ơi vâng hấp dẫn quá Vâng, cái kèo mà mọi người chờ đợi bấy lâu sắp diễn ra rồi. Xét phản là thương và xét hút máu ai sẽ lên ngồi đây? Vâng, ở đại ca 8B thì hiện tại mình đang có đó là 15 trăm phản thương quần ở uh, quần quên uh, áo găng giày và radar 15 phần trăm phản thương và tổng cộng phản là thương của đại ca 8B đó là 60 trăm và công ty vải cũng như vậy cũng hai mà hút 6 sao tổng hút HP là 60 và 60 hút HP và 60 trăm phản thương cả hai đều đấm thường cả hai đấm Galic và đấm demon thì ai sẽ là người giành chiến thắng ở trận đấu bo 5 này đây ai thắng ba thì sẽ là người giành chiến thắng vâng chúng ta cùng nhau canh lại hp chỉ số KI và chỉ số sức đánh của hai hạc nào thứ nhất chúng ta xét về sức đánh cái chỉ số quan trọng nhất đó là sức đánh là 40 k 7 và 40 k 7 như vậy là cả hai hạc bằng sức đánh nhau và cây thì nó cũng không uh, ảnh hưởng tới uh, cái gọi là sẽ phản thương và xét đốt máu và chúng ta xét với cái đồ HP HP thì ông thiên bài thua chỉ mất là uh, ở HP của ông thiên bài là 1 triệu 115 còn HP của ạc đại ca 8B là 1 triệu 2 thì cũng không hơn nhau bao nhiêu và ạc uh, ông thiên bài thì lại hơn về giáp 2 k 7 giáp và ạc đại ca 8B thì 2 k 4 giáp như thế là cũng bằng nhau rồi. Vâng, thì trận đấu này uh, sẽ diễn ra ngay bây giờ, ngay bây giờ đây giữa 60% phản là thương và 60% một máu. Ở đây thì uh, mình ăn thêm bổ huyết để HP cho bằng đại k 8B luôn và cả hai cùng nhau tháo giáp lên tới cấp 3. Uh, sức đánh là 40K7. Vâng, trận đấu chuẩn bị diễn ra, trận đấu BO5 giữa đại k 8B và 97 sẽ phản là thương và sẽ rút máu chạm trán nhau. Ai sẽ là người lên ngôi đây? Vâng, và giờ đại k 8B đã vào rồi mọi người ơi, chúng ta chuẩn bị trận đấu BO5 này nào đấu 5 ai thắng 3 thì thắng vâng 60 trăm và là thương và 60 trăm một màu ai sẽ là người lên ngôi đây xét phản là thương hay xét máu mọi người mọi người mọi người nào mọi người cùng nhau dự đoán nào ở trận đấu đầu tiên này cả hai đều đấm thương không trường không gì hết chỉ đấm thương thôi vâng đại ca 8b đã có mặt một cho hp vâng ông thi mày bắt đầu bị phản là thương rồi và ông thi mày đang cố gắng bem phản là thương rất nhiều ông thi mày đang tụt dần hp đây đại ca 8b bây giờ thì sao đây 50 mươi kp ông thi mày chỉ còn lại một đi HP ở trên người mà thôi Vâng 10 cho ốc tiêu 957 Vâng xét thụt máu lên ngồi Xét máu lên ngồi có vẻ như là mình có một cú chí mạng Còn đại ca 8B không có cú chí mạng nào phải Chí mạng của mình chỉ có 4% thôi Trong khi chí mạng của đại ca 8B mọi người có thể thấy là 14% Như vậy là mình uh, uh, hơn giáp Như vậy là nó cũng gọi là công bằng rồi Vâng 10 cho ốc tiêu 97 Và bây giờ là đại ca 8B Đại ca 8B sẽ làm gì đây Vâng, từ 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 từ. Bút máu đã rồi. Ok, đại ca 8B chuẩn bị nào. Trận đấu thứ hai giữa BO5. Vâng, đại ca 8B bắt đầu xuất phát. Vâng, còn người đánh rất kinh khủng. Vâng, đánh về là đang khá là ghê. Vâng, đại ca 8B vẫn còn rất nhiều HP. Vâng, lần giữa ai sẽ người lên ngồi. Vâng, đại ca 8B còn 176k một đều. Một đều đúng là sẽ phản thương và sẽ rút rất kinh điển. Vâng, 60% một HP nha mọi người và 60% phản thương. Một đều cho cả hai bên. Wow, những trận đấu phải nói rằng chúng ta nên làm những cái clip như thế này để xem mà uh, set nào nó kinh điển hơn mà hy vọng mọi người ủng hộ em để em có thể làm những cái set như là xuyên giáp vâng và những set như là giáp hay là thậm chí là đến những set F1 sao và set né đòn vâng chúng ta quay trở lại trận chiến giữa set hút máu và set phản thương một đều cho cả hai bên vâng bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ ba hai trận đấu vừa rồi là một đều và trận đấu thứ ba sẽ là người giành chiến thắng đây có vẻ như là lợi thế sẽ nghiêng về ai đây lời thấy xe nghiêng về ai đại ca 8B có cú chí mạng rồi đại k 8B bắt đầu bem rồi rất nhiệt tình đấm demon vâng không được vẫn là 179k HP không cao hơn hồi nãy nhiều vẫn 179k đến từ đại k 8B vâng 2-1 cho đại k 8B vâng rất tuyệt vời vâng 3 trận đấu 2-1 cho đại k 8B wow quá kinh điển sẽ thông báo có vẻ như là thất thế hơn rồi mọi người ơi đại k 8B gồng lên thì à, như vậy thì nó sẽ có chí mạng rồi mình thì nó hết chí mạng rồi đã bây giờ thì làm sao cho nó hết chí mạng đây? vâng, có vẻ như là lợi thế nghiêng về đại k8b vì khi mà gồng lên thì sẽ có chí mạng. bây giờ chúng ta sẽ mình nghĩ là sau khi trận đấu này thì mình sẽ nghĩ là trận đấu test nha anh em, trận này test để cho nó đánh hết chí mạng đi đã, đánh hết chí mạng đi đã, đấy rồi ok không chí mạng nha mọi người, từ không chí mạng nhá. bây giờ thì mình sẽ về nhà để lấy đậu. Như vậy là vẫn là 2-1 cho đại ca 8B nhé, Sẽ phản thương uh, nghiêng đầu Vâng, bây giờ mình ăn đùi gà rồi mình sẽ ra lại Bây giờ chúng ta sẽ đến với là trận đấu thứ ba Trận đấu thứ ba của chúng ta Vâng, đại ca 8B đã hết gồng rồi nha mọi người Hết chí mạng từ khúc đầu rồi Vâng, và bây giờ chúng ta đến với lại trận đấu thứ ba Trận đấu siêu kinh điển giữa Sẽ phản thương và Sẽ máu đại ca 8B vào ông thứ 97 ai sẽ là người giành quyền đi tiếp hay là hai đều hay ba hai đây vâng ông thì trên mày xông vào rồi đánh rất đau có một cú đến từ đại ca 8 b đại ca 8 b vẫn còn rất nhiều hp vâng 200 121 trăm một k đến từ đại ca 8 b ba một rất tuyệt vời xét phản thương lại lên ngồi wow mình không thể tin nổi là xét phản thương lại có thể thắng được xét máu mình xài liên hoàn thì chắc chắn ăn rồi chúng ta sẽ xài đấm demon và cũng như là đấm của đại ca 8B như vậy là cả hai đều ngang nhau. Mình ở thấy ở đây thì tăng sức đánh của đấm Demon là 155%, nhưng mà tăng sức đánh của đấm của xây ra thì 170%. Tuy nhiên bù lại ở ừ, à, của mình thì giáp sẽ là 2 ca 7, chính vì thế nên là bem cũng ngang nhau thôi. Vâng có vẻ như rất hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với lại trận đấu thứ tư trận đấu quyết định nếu đại ca 8B thắng thì chúng ta sẽ biết được rồi đại ca 8B sẽ ăn được 5 xị của mình vâng trận đấu tiếp theo trận đấu thứ tư 32 hay là sao đây? Vâng đại cả 8B đã về để uh, uh, lấy uh, đùi gà, tránh uh, gồng lên và gây chí mạng. Vâng, mình có vẻ như là đang bị thất thế rồi. Vâng, 31. Vâng, mình đang bị thất thế đó mọi người ơi. Có vẻ như xe hút máu thì uh, nó 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 khá là hơi bị uh, hút hơi hơi bị ghê nhưng mà gặp xét phản thương 60% thì uh, hút không được, hút không nổi luôn. Chỉ vì thế nên là cả hai đang cố gắng bem thường đây mọi người ơi mình thấy là xét phản thương vẫn lợi hơn rất là nhiều đó lý do tại vì sao mà người ta đi bên cái giải siêu hạng hay đi xét phản thương mà lên ngôi rất dễ lên top 1 rất dễ còn xét hút máu mọi người lên top 1 phải nói rằng từ xưa giờ chỉ có chắc chỉ có mình làm clip là bằng xét hút máu để lên top 1 thôi còn lại đa số những cái người kia người ta toàn làm bằng cái xét phản thương không lên rất nhanh và rất là dễ luôn mỗi đài cả tam b có vẻ như là uh, chạy mất tích đâu rồi Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục đợi. Ở đây thì à, mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ rạt P, mình thậm chí là mình có cả 1, 6, 6, một set 6 sao 300 trăm hồ rạt P để làm clip cho mọi người xem. Vâng, bây giờ trận đấu quyết định nếu đại ca 8B win. Và bây giờ ai sẽ là người chiến thắng đây? Mình quyết định là lần giờ là sẽ khâu máu với đó thách đấu 100k vàng luôn. Và bây giờ thì sao đây? Vâng, tay của mình đã sẵn sàng và bắt đầu phản là thương rồi. Đại ca 8B còn 916. Vâng, có rạt P đến từ ông thứ 97 và Lần giờ 262k 192 Vâng ốc tiêu 957 chiến thắng với đại ca 8B lên bảng 42 Rất tuyệt vời 42 Vâng 42 Rất kinh điển Vâng 42 Và đây là trận đấu cuối cùng Không biết sau 5 trận ai sẽ là người uh, chiến thắng đây Ai sẽ là người ăn nhiều hơn đây Vâng có vẻ như là Mình cảm giác uh, 32 chứ Mình cảm giác là uh, tr Trận đấu quá là căng thẳng đấy mọi người ơi Vâng bây giờ là trận đấu tiếp tục một trận đấu nữa 32 Vâng, tiếp tục một trận đấu nữa để mình test vài trận luôn cho anh em xem. Như nãy giờ mình tính chỉ số hơi sai lầm thì phải. Vâng, tiếp tục đại ca 8 nếu phát này đại ca 8 chiến thắng đại ca 8 thắng hẳn luôn. Vâng, 4580, 375 ông chiến bài danh lợi thế. Vâng, tiếp tục. Vâng, tiếp tục. Vâng, coi như là ba đều đi nha mọi người, coi như là ba đều đi. Vâng, coi như ba đều mình đang tính chơi BO5 nhưng mà không. Bây giờ đang máu quá rồi, máu chiến quá rồi. Vâng, đây sẽ là trận quyết định nha mọi người ok không đây là sẽ là trận quyết định trận cuối cùng luôn nãy giờ tính chơi bo 5 nhưng mà đang máu qua nãy giờ không đếm chỉ số đếm sai sai nên bây giờ mình đếm là ba đều và chơi trận đấu quyết định luôn sẽ rút máu sẽ phản thương lên ngôi đây có vẻ như hai sẽ là mình thấy khá là ngang bằng hy vọng là ở cái đợt chí mạng thôi vâng bây giờ thì chúng ta sẽ uh, quyết định ở cái trận này nay thì chủ yếu là mình test cho anh em xem thôi mình test cho anh em xem được sẽ xe phản thương và sẽ rút máu sẽ nào lợi hơn nói chung là mỗi set đều có một cái nhược điểm khác nhau hay là một cái ưu điểm rồi đấy thí dụ như là set phản thương thì nó chuyên về làm đệ và cũng như là đi ngọc sau đen nó mang vào rất là tiện hay là đi bk cũng rất là vui còn set rút máu thì chủ yếu đi bk làm đệ thì không được đấy rồi trận đấu cuối cùng trận đấu vâng ông tiêu chiến mày đã sẵn sàng đấy các ta xông vào rồi 792 k 655 432 282 và 132 Vâng Ông Tiêu Chiến Mày là người lên ba Vâng, và phần thắng đã thuộc về đại ca 8B. Nếu như hồi nãy tính BO5 thì à, đại ca 8B đã chiến thắng rồi. Tuy nhiên thì à, mình tính ba à, đều và lần giờ thì không được rồi. Vâng, israel cổ vũ rất nhiệt tình. Vâng, 43 dành cho đại ca 8B, vâng rất tuyệt vời. Sẽ phản, à, Tuy à, à, phản thương thắng Tuy nhiên thì cũng có thể là hên xui thôi mọi người ạ Mình test qua clip này thì đúng là sẽ phản thương thắng Tuy nhiên thì mình cảm giác được là HP của đại ca 8B thì à, hơn mình một chút Thì nó cũng ngang bằng nhau thôi Ở hai trái tay nếu như mà mình thấy là anh em bằng sức đánh mình nói nhé bằng sức đánh bằng hp mà hút máu xét phản thương bằng nhau nữa thì mình nghĩ là pk bất phân thắng bại luôn mình nói là như vậy bất phân thắng bại luôn và ok kèo này đại ca 8 b thắng thì uh, gọi là nó may mắn thôi mọi người ạ à, nó may mắn thôi và ok thì uh, 55 k thuộc về đại ca 8 b và đã rằng ok lâu lâu anh em giao lưu nhẹ nhẹ em à mọi người rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip này. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ uh, tiếp tục để em uh, cố gắng là làm những cái gọi là cái clip nào mà nó lạ, nó độc độc cho mọi người, ép mấy cái set như là xuyên giáp này nọ, đấy set hay là nẻ đòn đó mọi người. <laughs> Thôi được rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem clip này nhá. Nhớ uh, uh, comment và cũng như là like uh, cho mình biết ý kiến của mọi người nhá. Vâng, bye mọi người. <laughs>